Không tiền, không quan hệ thì cần ghi nhớ những bài học này để sống khôn hơn. Kính thưa quý vị, đằng sau không ai chống lưng, tuyệt đối không thể ngã xuống được. Bạn chỉ còn một cách, kiên định với mục tiêu của mình và cố gắng một cách khôn ngoan. 8 câu chuyện ngắn nhưng sâu sắc này sẽ dạy cho bạn điều đó. Bài học số 1. Trước đây, có một anh hòa thượng và một anh bán thịt là hai người bạn thân. Anh hòa thượng ngày nào cũng phải dậy sớm tụng kinh, còn anh bán thịt ngày nào cũng phải dậy sớm để giết lợn. Để không bị dậy muộn, ảnh hưởng tới công việc, họ bèn hứa mỗi sáng thức dậy cùng nhau gọi đối phương dậy. Nhiều năm sau, hòa thượng và anh bán thịt chết. Anh bán thịt được lên thiên đường, còn hòa thượng thì bị đẩy xuống địa ngục. Ý nghĩa? Tại sao? Bởi vì anh bán thịt ngày nào cũng làm việc thiện, gọi hòa thượng dạy tụng kinh, còn hòa thượng ngày nào cũng gọi anh bán thịt dạy sát sinh. Những chuyện mà bạn làm có thể bạn nghĩ là đúng, nhưng chưa chắc là vậy. Bài học số 2. Người cha nói với cậu con trai của mình: cha muốn tìm cho con một người vợ. Cậu con trai nói: nhưng con muốn tự mình tìm. Người cha nói: nhưng cô gái này là con gái của Bill Gates. Cậu con trai bèn đáp: nếu mà như thế thật thì được. Sau đó, người cha tìm tới Bill Gates và nói: tôi tìm cho con gái của ngài một người chồng. Nhưng Bill Gates thì nói: không được, con gái của tôi vẫn còn nhỏ. Người cha trả lời: nhưng chàng trai này là phó chủ tịch của Ngân hàng Thế giới. Bill Gates thấy vậy bèn nói: vậy thì được. Sau đó người cha lại tìm tới chủ tịch Ngân hàng Thế giới và nói: tôi sẽ giới thiệu cho ngài một phó chủ tịch. Ngài chủ tịch nói: nhưng tôi đã có nhiều phó chủ tịch rồi, không cần thêm nữa đâu. Người cha nói: nhưng chàng trai này là con rể của Bill Gates. Thấy vậy, ngài chủ tịch nói: vậy thì được. Ý nghĩa: trên thương trường, việc kinh doanh buôn bán được làm nên như vậy đó. Bài học số 3. Một con đại bàng ung dung nằm tận hưởng trên cành cây cao. Một chú thỏ con thấy vậy bèn hỏi đại bàng: tôi có thể như bạn ngồi không như vậy mà chẳng phải làm gì cả không? Đại bàng trả lời: được chứ, tại sao lại không? Thế là thỏ con ngồi dưới đất ngay dưới chân đại bàng. Đột nhiên một con cáo xuất hiện, vồ lấy thỏ con và ăn luôn nó. Ý nghĩa: vậy cho nên nếu bạn muốn ngồi chơi mà không phải làm gì cả thì bạn cần phải ngồi ở nơi vô cùng cao. Bài học số 4. Có một chú chim bay về phía nam tránh rét. Bởi vì trời quá rét nên nó đã bị rét cứng và rơi xuống một cánh đồng hoang. Khi nằm trên cánh đồng hoang, chú chim bị một con bò đi qua và cho một bãi phân lên người. Chú chim bị đông cứng nằm trong đống phân và bắt đầu cảm thấy ấm dần lên. Phân bò quả thực đã khiến cho nó ấm áp trở lại. Rồi nó nằm trong đống phân ấm áp, cảm thấy vui mừng và bắt đầu cất tiếng hót líu lo. Bỗng nhiên, một con mèo đi ngang qua và nghe thấy tiếng chim hót, bèn chạy tới thăm dò. Đi theo tiếng hót, nó phát hiện ra chú chim đang nằm trong đống phân, rồi nhanh chóng lôi chú chim ra và làm thịt. Ý nghĩa: không phải bất cứ ai lôi phân lên người bạn đều là kẻ thù của bạn. Không phải ai lôi bạn ra khỏi đống phân cũng là bạn của bạn. Khi bạn đang mắc kẹt trong một đống phân thì tốt nhất là nên ngậm miệng lại. Bài học số 5. Một người chồng đang chuẩn bị quần áo để vào tắm ngay sau khi người vợ tắm xong. Lúc này chuông cửa bỗng nhiên reo lên. Người vợ nhanh chóng lấy khăn tắm quấn quanh người và chạy ra mở cửa. Khi cô ấy mở cửa thì thấy anh hàng xóm đứng đó. Người vợ chưa kịp mở miệng, anh hàng xóm bèn nói: nếu như cô dám bỏ khăn tắm trước mặt tôi sẽ cho cô 30 triệu. Nghĩ một lúc, rồi người vợ cũng tháo khăn tắm trước mặt anh hàng xóm. Ngay sau đó, anh hàng xóm đưa cho cô 30 triệu và rời đi. Người vợ lại cuốn khăn tắm vào và đi vào nhà. Ngay khi cô chuẩn bị bước vào phòng tắm, thì người chồng hỏi: ai vậy? Hàng xóm nhà mình. Người vợ trả lời: anh ta có nói tới chuyện trả anh 30 triệu không?
ý nghĩa trên thương trường nếu chia sẻ kịp thời những thông tin quan trọng với những cổ đông cùng chung thuyền, thì sẽ tránh được những sự phơi bày không cần thiết. Bài học số 6. Một nhân viên bán hàng cùng thư ký và giám đốc của họ ra ngoài ăn trưa, đột nhiên phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Họ liền lau chiếc đèn dầu và thần đèn xuất hiện. Thần đèn nói, ta có thể đáp ứng cho các người, mỗi người một nguyện vọng. Tôi trước, cô thư ký nói. Tôi muốn được tới đảo Bahamas, lái một chiếc tàu tốc hành và lánh đời. Trong phút chốc, cô thư ký liền biến mất. Đến lượt tôi. Nhân viên bán hàng nói, tôi muốn được tới Hawaii, nằm trên bãi biển, có nhân viên massage riêng, uống một ly cocktail, rượu du miễn phí, cùng với người tôi yêu. Trong phút chốc, nhân viên bán hàng liền biến mất. Ok, tới lượt anh. Thần đèn nói với giám đốc. Giám đốc bèn trả lời, tôi muốn hai tên ngốc nghếch đó ăn cơm xong nên quay lại làm việc. Ý nghĩa, có như vậy mới biết nên để xếp bàn mở lời trước dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bài học số 7. Vào một đêm mưa gió bão bùng, bạn lái chiếc xe hơi của mình đi qua một bến xe buýt và nhìn thấy ba người đang lo lắng, sốt ruột đứng đợi xe. Một ông lão sắp chết, đó là người cần được đưa đi bệnh viện cấp. Một người là bác sĩ, từng cứu mạng bạn và tới nằm mơ, bạn cũng mong được báo đáp. Người còn lại chính là người phụ nữ đến nằm mơ, bạn cũng muốn cưới cô ấy. Và nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng xe của bạn chỉ có thể chở thêm một người nữa. Bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Ông lão sắp chết kia là người mà bạn nên cứu đầu tiên, nhưng bạn vẫn muốn chờ cả người bác sĩ kia, bởi vì anh ta từng cứu bạn, và đây chính là cơ hội tốt để báo đáp. Còn cả người tình trong mơ của bạn, bỏ qua cơ hội này, bạn sẽ không thể gặp được cô gái nào khiến cho tim của bạn rung động tới như vậy. Câu hỏi phỏng vấn này được nhà tuyển dụng đưa ra, và chỉ có một trong số 200 ứng viên tới phỏng vấn được tuyển dụng. Anh ta không hề giải thích lý do của mình, mà chỉ nói đơn giản như này: đưa chìa khóa xe cho bác sĩ để anh ta chở ông lão tới bệnh viện, còn tôi sẽ ở lại chở xe cùng người con gái tôi yêu. Ý nghĩa, phải chăng vấn đề nằm ở việc chúng ta không bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ những gì chúng ta đã và đang có. Ở đây chính là chìa khóa xe. Đôi khi chúng ta từ bỏ những chấp niệm, sự hẹp hòi thì chúng ta sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì chúng ta có. Bài học số 8. Thời con người vẫn còn đi chân đất. Có một vị vua đi phi hành đến một vùng đất xa xôi. Bởi vì đường gồ ghề và có nhiều mảnh đá nhỏ bị vỡ chọc vào chân, hắn vừa đau vừa tê. Ngay khi về tới hoàng cung, hắn ra lệnh phủ gia châu lên tất cả con đường trong vương quốc. Hắn nghĩ hắn làm như vậy không chỉ vì bản thân, mà còn vì tạo phúc cho bách tính, để thần dân của họ đi đường không còn phải chịu nỗi đau bị đá đâm vào chân. Nhưng cho dù có giết chết tất cả châu trong vương quốc cũng không đủ ra để mà phủ khắp tất cả con đường, mà tiền bạc và sức lực đã bỏ ra nhiều tới mức đếm không xuể. Mặc dù việc này là không thể, thậm chí còn là ngu ngốc, nhưng lệnh của vua đã ban ra, họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Một người đầy tớ thông minh, mạnh dạn đưa ra đề nghị với nhà vua. Hắn nói, quốc vương, tại sao người lại điều động binh lực, hy sinh nhiều châu bò, vàng bạc tới như vậy chứ? Tại sao ngài không dùng miếng sa nhỏ bọc vào chân ngài chứ? Quốc vương nghe vậy rất ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu ra đôi điều và thu hồi mệnh lệnh, áp dụng ý kiến của người đầy tớ. Ý nghĩa, muốn thay đổi thế giới là không dễ, nhưng nếu muốn thay đổi bản thân thì lại không thành vấn đề. Thay vì ta cứ hao tâm tổn sức để đi thay đổi một điều không thể, chi bằng hãy thay đổi những điều có thể. Chuyện này cũng giống như việc thà dùng hai miếng da nhỏ để bọc chân còn hơn là giết hết châu bò để phủ đường. Khi bạn chịu thay đổi mình thì thế giới cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Nếu như bạn muốn nhìn thấy thế giới thay đổi,
thì việc đầu tiên bạn cần làm đó chính là thay đổi bản thân.